Chị chào ơi. Ok, gọi chị đi. Hôm bữa nhỉ? Ok, thế thì mình sẽ đặt câu nhé. Được không? Rồi. Thôi mình làm phần này trước đi. Rồi, hướng dẫn một cái hoạt động là gì đây ạ? Đọc ví dụ, sau đó nhìn hình ảnh để tạo được một phần. Giống như này nhớ. Rồi, xin mời Ngọc Dương đọc nào. Hơi nóng nhưng mà bật điều hòa xuống nữa là có đúng nóng không? Là khô họng khi nói là luôn. Giờ cho xuống phát nhé, từ 27, 26 độ. Rồi. Rồi, cô ấy mua được vé xem phim chưa? Hoặc có một câu hỏi khác là gì? Hai câu hỏi khác luôn. Đúng không? Tham và đầu tiên là tham mãi tao thì theo là mấy nhỏ. Đúng rồi. Tha tha mãi mấy mãi tao thiên 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 theo. Rồi, tham mãi mấy mãi tao thiên nhìn theo là gì ạ? Cũng đều có một nghĩa thôi là cô ấy đã mua được vé xem phim chưa? Đúng không? Rồi, mọi người bây giờ mọi người chỉ yêu cầu mọi người đặt cho chị theo những cái ảnh sau đúng đủ ba câu như này nhé, cho mình quen miệng hơn nhé. Rồi, câu trả lời là gì Dương? đúng không? Rồi, thơ mãi tao thì nhịn kèo rồi. Rồi, mọi người nhìn vào cái ảnh số 2 nhé. Nào, ảnh số 2 là gì đây ạ? Phạm, và ở đây sẽ là Phạm gì ạ? Lúc nãy mình học là ăn xong là gì? Đấy, mình học là xong, ăn xong là gì? Chưa ăn phạm, đúng không ạ? Chưa ăn phạm. Rồi, bây giờ đặt câu hỏi chị xem nào. Viết ra đi cho nó nhớ đi. Thử viết ra xem nào. Theo đúng ba cách, ba câu hỏi đi. Mình sẽ đọc một hai tranh, mình viết ra cho nó nhớ nhá. Có sao mà nghĩ trong đầu phát bật ra luôn ba câu hỏi được. Sao mà bách phá rồi đấy. Chị thì vô cùng lo lắng, không biết là mọi người sau này mọi người sẽ giao tiếp như thế nào. Buồn nhở, Dung không đi học nữa nhở. Dung lại đi học thì chắc là nếu mà chuyện đấy chắc là chuyện nữa. Thủy yếu mấy hôm nay rồi.
Rồi xong giờ vào luôn này, bố đưa chị đi. Nào, vào luôn này, bố chị đi. Ngon lắm. Tha chư quán phà đồng à. Tiếp theo nào. Tha chư quán phà đồng lý nói. Rồi. Tha chư mấy chư quán phà. Tha chư mấy chư quán phà. Rồi cô trả lời là Tha chư quán phà. Ừ. Rồi câu 2 nào. Thơm ơn tờ to cung treo trưa lơ mơ. Rồi, thơm ơn tờ to cung treo trưa lơ mơ. Thơm ơn tờ to cung treo trưa lơ mấy đó. Ừ. Thơm ơn tờ mấy tờ to cung treo trưa. Ừ. Thơm ơn tờ to cung treo trưa. Ừ. Tiếp theo là nhà nào. Khai giảng là gì? Khai giảng, dương, khai giảng là gì? Khai giảng là gì? Đúng, giảng là dương, khai giảng. Đây là mặt trời á. Vậy khai giảng là gì? Rồi, vậy là gì? Mặt trời thì sao? Nhìn thấy. Một là khan triển, hai là khan tạo. Đúng không ạ? Nhìn thấy mặt trời rồi bắt đầu nào? Nǐ kān dào le ma? Nǐ kān dào tài yǎng le ma? Rồi, nǐ kān dào tài yǎng le ma? Nǐ kān dào tài yǎng le ma? Nǐ kān dào tài yǎng le ma? Nǐ kān dào 我看到太阳了，我看到太阳了。走，今天呢？够了。他穿好衣服了吗？那念念来，你穿好衣服了吗？他穿好衣服了吗？他穿好衣服了吗？走，今天。 他穿好衣服了没有？他穿没穿好衣服？ 他穿好衣服了？是写对了。呀，我不知道你买的是什么呀？哎，可是你买的了，你买的是？买的是啊？ Đánh máy là gì ạ? Tả chữ. Rồi. Thế đánh ở đây là gì đấy ạ? Cái gì? Đã tả chữ của chị ạ? Gọi là đánh sai đi. Tả chúa chữ. Tả chúa chữ. Rồi. Tả tuê chữ. Không có tả. Chịu chị ạ? Chịu thế, chị biết tả thế. Nhưng mà trong đáp án là không có bài. Ừ, thế trong đáp án có gì? Có sửa rồi. Chỉa. Ừ. Ờ thì chỉa. Mà đáng ra cái này là tả nhé. Đúng không? Đánh máy hả? Không phải biết tay đâu. Đúng không? Rồi, ok, chỉa. Nó chỉa cái kia thôi. Thà chỉa tôi chưa. Chữ. Chữ. Chữ, nhẹ bố nó chữ. Chữ. Rồi. Ta写对, 信了没有? Ta写, 我买好了。 买晚了，我买，都过上了，买晚了，都过上了。 上网买飞机票已经卖完了。 两年了。 昨天上网买飞机票已经卖完了。 我买晚了，昨天上网买飞机票已经卖完了。上网，上网，
上网。微笑。微笑啊，我表的上网还上网呢。大娘。没有。我买晚了，昨天上网买飞机票已经卖完了。rồi tối qua trên mạng已经卖完了đã bán hết rồi đúng chưa tối qua trên mạng đã bán hết vé rồi tức là mua từ sớm rồi nhưng bây tối qua trên mạng mới mua là hết vé rồi đúng chưa 那怎么办呢那怎么办呢我参加面试呀是啊 nào làm như vậy thì phải làm sao có thể quay về nước để phỏng vấn星期六了我呀是啊今天已经星期六了，我很担心。rồi, thì hôm nay đã là thứ năm rồi, tôi rất là lo lắng. 如果明天或者后天回去，能买到票吗？ Nếu như mình thiên hoặc là hậu thiên mới về thì có mua được vé hay không? 明天或者后天回去，能买到票吗？ rồi, có thể mua được vé hay không? 可是下星期一就要面试了。可是星期一下个星期一要面试了卡纳的姿态我闻走云风有麻烦了要来回娘能可是下个星期一就要面试了我得摸别人给卖给爹如风因为卡纳的姿态要给访问走云走着下面他把那欧文回国起后有几场面试要参加不会塞龙口龙口没能力访问嘛今天公开了懂吗海伦准备下个星期回国大家海伦准备上门路不会塞那会没论嘛龙口龙口còn mua vé ngày mai với ngày kia còn đang là không kịp đúng không bởi vì thứ hai đã phỏng vấn rồi tiếp theo dương nào hải lớn chuẩn bị tài liệu mua thì mới truy đúng không hải lớn chuẩn bị mang quà đi có nhiều cô đúng không ai mới là người mang quà hình như là cô bé kia mới là người mang quà chứ đúng hay sai em thấy cô bảo là đúng rồi mang rất là chị đang hỏi lại em mình我昨天出去买飞机票了。红花，我们那边的买目标。如何？比较上网，如何？上网。对。今天呢？昨晚呢？海伦为什么买到了飞机票？海伦买上。买上了没买？海伦为什么买到了飞机票？摸手，龙猫摸手。第二呢？欧文为什么没有买到飞机票？对。小。买晚了。欧文只能买到什么时候的票？欧文几号开？mua được vé khi nào ông muốn chỉ có phải mua được vé khi nào lúc ấy nói là nào lúc em nhớ hải lớn hỏi ông muốn không ngày mai hoặc ngày kia có thể mua được không hải lớn trả lời là có thể mua được nhưng thứ hai đã phỏng vấn rồi có nhớ cái câu đấy không đúng không cô gái hỏi là ngày mai hay ngày kia có mua được không thì bạn này trả lời là mua được nhưng可是星期下个星期一要访问了，对不？买个国下来，下个星期一呢？对，我们要后面给他买来呢，我稍微稍微买回呢。那，然后他买回来了，我给叫，我买回来是什么？Mọi người ơi, mọi 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 người
Rồi, một chút bắt tay chiên. Bây giờ mọi người gì không hiểu đâu không ạ? Tôi sẽ không.